Chào tất cả các bạn đến với chương trình tư vấn du học Singapore của công ty Tân Đại Dương. Và đến với chương trình hôm nay thì Tân Đại Dương xin mang đến cho các bạn thông tin về chương trình học chương trình A-Level, A-Level tại Singapore, tại trường MDAS. Thì chương trình A-Level, chương trình chuẩn bị cho các bạn học sinh vào trường công nghệ bách khoa hay là trường đại học công lập tại Singapore. Và chương trình này thì được giảng dạy tại trường MDAS. Chương trình A-Level thì được xem là tương đương với chương trình lớp 10 tại Việt Nam và học sinh học hết lớp 9 tại Việt Nam thì có thể bắt đầu học chương trình này. Học viên học tối thiểu là 5 môn và mỗi môn học thì kéo dài trong vòng 225 giờ. Tổng thời gian học cho chương trình là 16 tháng và học chứng chỉ A-Level thì các bạn học sinh có thể đăng ký vào học tại các trường công nghệ bách khoa hoặc là học lấy bằng diploma chuyên ngành như là điện, điện tử, xây dựng, cơ khí, kinh doanh, v.v. tại trường MDAS. Và các trường công nghệ bách khoa của Singapore là nơi đào tạo tốt cho các kỹ sư thực hành cũng như là những người có thể bắt tay vào làm những cái công việc một cách thuần thục khi mà ra trường. Do đó thì phương pháp đào tạo thực tế học gắn với hành của trường này thì được các bạn sinh viên ưa chuộng rất là nhiều. Và các học sinh sau khi học xong chương trình A-Level nếu không vào trường công nghệ bách khoa thì có thể làm hai lựa chọn. Đó là thứ nhất thì bạn có thể là học tiếp lên chương trình A-Level hoặc đăng ký chương trình bậc cao đẳng tại trường MDAS với tất cả các chuyên ngành mà MDAS cung cấp. Về chương trình A-Level thì tương đương với chương trình lớp 11, 12 tại Việt Nam. Học sinh có bằng A-Level thì có thể tham gia khóa học này và mỗi học viên thì học tối thiểu là 6 môn. Tổng thời gian học của khóa học kéo dài là 16 tháng và với bằng A-Level thì học sinh có thể đăng ký vào các trường đại học công lập của Singapore hoặc là các trường đại học danh tiếng khác trên thế giới. Các sinh viên theo học chương trình A-Level nếu như mà không vào các trường đại học công lập của Singapore thì các bạn cũng có thể là đăng ký học từ bậc cao đẳng nâng cao, tức là năm thứ nhất đại học của trường MDAS với tất cả các chuyên ngành mà trường cung cấp. Sau khi kết thúc chương trình A-Level hoặc A-Level thì tất cả các học sinh đều tham gia một kỳ thi chung và cùng một thời điểm thi. Kết quả thì sẽ được đánh giá theo thang điểm là A, B, C, D, v.v. và tất cả các trường công lập hàng đầu tại Singapore cũng như là các trường đại học danh tiếng khác trên thế giới thì đều xét tuyển đầu vào dựa trên kết quả của kỳ thi này. Tùy vào đẳng cấp, uy tín cũng như yêu cầu của các trường đại học, chuyên ngành cũng như là yêu cầu kết quả khóa A-Level của học sinh khác nhau. À, ngoài giảng dạy chương trình A-Level tại trường MDAS còn đào tạo các chuyên ngành khác như là quản trị kinh doanh, du lịch khách sạn, kế toán tài chính, khoa học y sinh, v.v. Và để được hướng dẫn chi tiết về thủ tục hồ sơ nhập học, điều kiện để đăng ký khóa học A-Level như thế nào, thời gian học bắt đầu như thế nào thì các bạn hãy liên hệ ngay đến công ty Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam, hiện đang là đại diện tuyển sinh chính thức của trường MDAS tại Việt Nam. Và thông tin về trường thì các bạn cũng có thể tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại. Và sau đây là chúng ta sẽ có thêm một số thông tin nữa chi tiết hơn về trường MDAS và những cái chia sẻ của chị Mai Lê Quyên cũng là một đại diện của trường. Xin chào các bạn, tên là Mai Lê Quyên đến từ trường MDAS. Các sinh viên Việt Nam đang học tại trường MDAS của chúng tôi hiện nay cũng tương đối là đông. Chúng tôi có khoảng trên 500 sinh viên Việt Nam đang học tại trường. Và các bạn đều đang có những cái thời gian trải nghiệm học tập và sinh hoạt rất là thú vị ở Singapore. Chị vui lòng chia sẻ thêm một ít thông tin, ví dụ như là những cái lợi thế nào khi mà học sinh học được ở trường MDAS của Singapore này. Các sinh viên quốc tế nói chung và sinh viên Việt Nam nói riêng khi theo học tại trường MDAS thì cái điểm nổi trội mà chúng tôi thấy là các bạn rất là thích thú đó là các phương pháp học theo định hướng thực hành rất là cao. Ngoài những cái giờ lý thuyết thì các bạn có rất là nhiều giờ thực hành. Chúng tôi xây dựng các trung tâm thực hành cho các sinh viên ở các ngành như là ngành du lịch, ngành kỹ thuật, ngành thời trang, ngành khoa học đời sống, ngành công nghệ thông tin thì chúng tôi đều có trung tâm thực hành rất là lớn và hiện đại trong trường và các em sẽ được thực hành tại các trung tâm này ngay từ khi các em học ở năm thứ nhất. Ngoài thời gian thực hành tại trường thì các em có rất là nhiều các chuyến đi thực tế và ở ngành du lịch thì chúng tôi còn có thời gian 6 tháng các em được thực tập tại các công ty lớn ở Singapore để du lịch cũng như các khách sạn 4 sao, 5 sao ở Singapore. Theo như chị thấy thì sinh viên Việt Nam thường hay học những cái ngành nghề biết và ví dụ như là trường có những cái học bổng nào cho học sinh Việt Nam không ạ?
sinh viên Việt Nam khi mà theo học tại trường MBS thì theo thống kê của chúng tôi những năm qua thì số lượng nhiều nhất các em vẫn theo học các ngành kinh doanh, các chương trình ở trong nhóm về kinh doanh như là ngành quản trị kinh doanh, ngành marketing và ngành kinh doanh quốc tế. Gần đây thì chúng tôi cũng có nhận thấy là các sinh viên cũng có nhiều thay đổi và các sinh viên chọn học các ngành trong nhóm về du lịch khách sạn cũng như là ngành truyền thông đang ngày càng tăng lên trong thời gian gần đây. Để hỗ trợ cho sinh viên quốc tế và cụ thể là sinh Việt Nam thì năm nay chúng tôi có hai chương trình. Chương trình thứ nhất dành cho các sinh viên có năng lực tốt, nhưng mà các em có đạt điểm trung bình 7.5 trở lên ở Việt Nam, các bạn có thể nộp đơn xin suất học bổng trị giá từ 3.200 đến 4.000 đô la xin một suất. Bên cạnh chương trình học bổng này thì chúng tôi còn có chương trình hỗ trợ cho các sinh viên, đó là các sinh viên nộp hồ sơ đến MBS trước ngày 30 tháng 6 năm nay, các bạn sẽ nhận được khoản hỗ trợ từ 1.500 đến 2.000 đô la xin một suất. Rõ ràng là các bạn thấy là học bổng cực kỳ hấp dẫn và những cái hỗ trợ rất là hữu ích cho các bạn. Và chúng tôi muốn hỏi thêm là chị Uyên là có những cái hỗ trợ giống như là cơ hội nghề nghiệp nào sau khi sinh viên tốt nghiệp từ trường của chị các bạn? Để hỗ trợ cho sinh viên trong việc xin việc làm ở Singapore thì nhà trường có thành lập phòng tư vấn việc làm của sinh viên gọi là MDS Career Assistant Unit. Tại bộ phận này thì các nhân viên ở đây họ sẽ có rất là nhiều những hỗ trợ sinh viên, cụ thể là mỗi một năm thì họ sẽ tổ chức hai buổi triển lãm hỗ trợ việc làm để các sinh viên sẽ có điều kiện tiếp xúc trực tiếp với các nhà tuyển dụng, các công ty. Ngoài ra thì sinh viên sẽ được tham gia rất nhiều các khóa đào tạo kỹ năng xin việc, các kỹ năng về làm việc và các bạn cũng được gửi thông tin thường xuyên bởi vì trường có liên kết với trên 2.000 doanh nghiệp Singapore và cung cấp thường xuyên các thông tin về yêu cầu tuyển dụng đến các sinh viên của trường. Thật sự đó là những cái cơ hội tốt để sinh viên Việt Nam có thể mau chóng tìm được việc làm sau một thời gian học tại MBS. Và sau đây thì xin cô xin chị Uyên cho biết một vài cảm nghĩ thì khi mà chị đến thăm công ty Thành Dương Đây là lần thứ hai tôi đến công ty Tân Đại Dương và cảm nhận của tôi là ở đây có một cách làm việc rất là chuyên nghiệp, các nhân viên cũng như là ban lãnh đạo là những người thực sự là rất là có tâm với về giáo dục và các sinh viên của chúng tôi khi mà đi học qua công ty Tân Đại Dương thì các bạn đều rất là hài lòng. Xin cảm ơn những chia sẻ của chị Nguyên với công ty và những cái kiến thức rất là tốt cho sinh viên Việt Nam. Xin chào chị.